Vì tôi chưa muốn. Con nương muốn. Nãy giờ ông hỏi hơi nhiều rồi đó rồi nha. Bây giờ tới tôi hỏi ông nè. Nè, có người yêu chưa? Dạ, chưa. Nè, có vợ chưa? Nhưng cô nương hỏi đi làm gì? Tôi muốn biết, khi tôi giết ông rồi, có ai khóc cho ông không? Không biết nữa. Vậy thì tôi sẽ khóc. Tại vì ông là người đàn ông duy nhất đứng trước mặt tôi mà không có vẻ đắm say hay kiếp sợ. Nên tôi nghe như có một thứ gì tình cảm mang mát vừa len nhúm ở trong lòng. Nhớ như là tình yêu giữa hai con người, không thù không oán, và chiến tranh không can dự gì đến đôi ta. Tình yêu sẽ tan bằng tất cả. Nhưng yêu kẻ thù là phải vội quên. Hãy giết tôi đi. Tôi không quen tên định kẻ khác. Tôi sẽ tha cho ông. Ông hãy đi đi. Khoan, hình như tôi chưa biết tên ông. Cổ Thạch Thạch chưa? Còn cô nương A Khanh.
thiên kiều. Cổ Thạch Xuyên không biết khi rời khỏi nơi đây, trong lòng ổng có còn chút gì dương dân. Thiên kiều mai mốt cô về con sẽ nhớ trời Tây Hà, nhớ người xưa. Thì cả tướng quân đã yêu người móng cổ. Nàng là gái Tây Hạ, nàng là người yêu của Cổ Thạch Xuyên. Thấy không phải hỏi câu hỏi đó, ta buộc nàng phải trả lời câu hỏi đó, nếu không ta sẽ dập nát mặt nàng. Không quen biết và một cách thân thiện, người chớ nói thêm, ta sẽ hiểu rồi tất cả. Câu chuyện quá rõ ràng, và ta đang cúi đầu tua xót. Vậy mà ông lấy lọc lừa và đã khẽ rinh tôi, vì thật cổ quá hung hăng thì không thể nào cùng thiên hạ cơm thân giao. Đúng là hết lời hứa, tôi sẽ giải thoát cho ông. Hãy đi đi. Ông nói láo, tại sao ông không dám nói là ông đã yêu cô ta? Nếu đúng vậy thì sao? Nếu đúng vậy thì không sao cả. Cuộc chiến nào cũng có kẻ thắng người thua, cuộc tình nào có kẻ cười người khóc. Đi đi hết đi. Cô Thạc Chi, anh Chu Sa. Kìa, tại sao em khóc? Họ đã đi rồi. Họ đã đi rồi. Họ là ai mà tại sao em lại khóc? Em không biết tại sao nữa. Có lẽ là em đã yêu rồi. Em đã yêu. Nhưng mà người ấy là ai? Là một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Em đã yêu một người xa lạ. Thôi hết rồi. Anh Chu Sa, em làm anh làm sao vậy? Em yêu là có tội phải không anh? Không, yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu nay anh ôm ấp mãi trong. Thank you.
cho mãi đến ngày hôm nay. Cũng như anh là kẻ ngày chinh phạt ngủ chớ niên, dầu kém giá ấy chứ bao giờ kiếp sợ sao bỗng nhiên nghe lành ca tâm hồn. Nhìn lòng cũng sắc sẽ buồn, lòng dung tương chợt nghe mềm yêu khi một lần đối diện với tình yêu. Anh chú xa anh đã yêu chỉ vì yêu mà đau khổ, thì chắc rằng anh hiểu được lòng em muốn chợt bỏ yên cương rời đau. Mấy tô mà thắm môi hồng, không người ta vẫn hững hờ xem em như kẻ lạ người xa. Dạ em cảm ơn. Em cảm ơn anh Ngọc Cảnh là chủ tịch lần bên nha. Đã ghé đường lai like, luôn cùng em nhé. Chúc câu lạc bộ anh ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nha anh.